Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ngày 19 tháng 6, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Lào Cai phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân tộc tôn giáo năm 2020 cho đội ngũ cán bộ đoàn hội chủ chốt trên địa bàn tỉnh với mục đích nâng cao kỹ năng các đoàn hội truyền đạt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng về công tác dân tộc và công tác tôn giáo trong tình hình mới. Tại hội nghị tập huấn, gần 200 học viên là cán bộ chủ chốt của các cơ sở đoàn hội trong tỉnh đã được tìm hiểu các nội dung, một số đặc điểm về cộng đồng các dân tộc Việt Nam và tình hình công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, một số tôn giáo phổ biến hiện nay, quan điểm chủ trương chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo và đặc biệt giới thiệu các mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu tham gia phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa dân tộc, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua buổi tập huấn, các học viên nắm bắt được kiến thức cơ bản và hệ thống về các vấn đề tôn giáo, dân tộc, giúp phục vụ tốt hơn nhiệm vụ vận động đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Qua đó phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên trong thực hiện vận động, tuyên truyền nhân dân bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội đồng đội thị xã Sapa vừa tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 6 năm 2020. Giai đoạn 2015-2020, các liên đội đã đóng góp hơn 5.000 ngày công giúp đỡ 673 gia đình chính sách với hơn 14.000 lượt bạn tham gia. Phong trào kế hoạch nhỏ được các liên đội nhiệt tình hưởng ứng. Sau 5 năm, phong trào đã quyên góp được trên 35.000 triệu đồng, trao tặng cho hơn 6.000 lượt bạn vượt khó học tốt. Hội đồng đội thị xã thành lập câu lạc bộ chung tay vì trẻ em Sapa với gần 30 thành viên. Từ khi thành lập, câu lạc bộ đã giúp đỡ 14 gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao và tặng trên 45 suất học bổng trị giá trên 40 triệu đồng, tặng trên 1.000 suất quà cho trẻ em khó khăn tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. 5 năm qua đã có gần 14.000 bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Gần 14.700 bạn đạt danh hiệu học sinh khá. Tại đại hội, Ủy ban nhân dân thị xã và Hội đồng đội thị xã đã khen thưởng cho các cá nhân tập thể xuất sắc tiêu biểu, 112 em được nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sapa và các nhà hảo tâm đã trao tặng 52 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Huyện Bát Sát vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Lào Cai 2 tổ chức lễ khởi công công trình nhà giáo dục thể chất trường trung học cơ sở xã Y Tý, huyện Bát Sát. Công trình nhà giáo dục thể chất trường trung học cơ sở xã Y Tý, huyện Bát Sát có quy mô nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn công trình gần 1.200 m², tổng mức đầu tư của dự án gần 12 tỷ đồng. Trong đó, Agribank chi nhánh Lào Cai 2 hỗ trợ 5 tỷ đồng, được trích từ nguồn quỹ an sinh xã hội của đơn vị. Số tiền còn lại là vốn ngân sách của huyện Bát Sát. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào giữa năm 2021. Công trình nhà giáo dục thể chất trường trung học cơ sở xã Y Tý được hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện và học tập của học sinh xã Y Tý và địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Văn Bàn đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển, trọng tâm là hạ tầng, đô thị nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đây là tuyến đường Dương Quỳ Nậm Chày dài hơn 15 km, được hoàn thiện và đưa vào sử dụng đã tạo bước đột phá quan trọng không chỉ đối với xã Nậm Chày nói riêng mà cả huyện Văn Bàn nói chung. Bởi đây là xã duy nhất của tỉnh chưa có đường bê tông đến trung tâm xã. Giao thông khó khăn hiểm trở là rào cản lớn khiến Nậm Chày có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện. Tuyến đường hoàn thành sẽ mở ra nhiều cơ hội cho người dân địa phương. Có con đường mới, gia đình anh Giàng A Sùng, thôn Hỏm Dưới đã hoàn thiện căn nhà ở, ba gian vững chãi. Niềm vui của gia đình anh Sùng cũng là niềm vui chung của người dân xã Nậm Chày. Mấy năm trước thì đi là rất khổ, đi thì có đụa tòa rác đi bộ thôi, có đụa tòa đất đây, đi nó lầy đây, nó lầy nó sâu đây. Mấy trước là mấy cái thầy cô giáo nó lê nhiều tà không lê được, đi bộ nữa mà. Mà bây giờ nó sướng rồi, cả thấy mà xin là đi lại nó sướng mà không vất vả cho bà con. Nó mà đi cũng dễ đi, đi cũng dễ đi mà đi lại nó cũng dễ đi. Mà kể cả mưa cũng đi được. Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Văn Bàn đã tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển xã Nậm Chày, địa phương đặc biệt khó khăn nhất của huyện. Trọng tâm là hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, cơ sở vật chất, với nhiều công trình trọng điểm đã được hoàn thành,
như trung tâm văn hóa, thể thao xã, nhà điều trị cai nghiện cộng đồng đầu tiên của huyện tại cơ sở, tuyến đường Dương Quỳ - Nậm Chày và hàng chục km đường giao thông nông thôn được đổ bê tông xi măng, nối thôn xa với bản gần. Tổng trị giá các hạng mục lên tới hàng chục tỷ đồng. Bây giờ thì nói chung là có các đường ngon như thế này thì ví dụ mưa hay là nắng thì mình cũng đi bình thường. Còn giống như trước kia thì con đường nó là khó đi, ví dụ mưa nọ kia thì còn rất khó đi, rất là vất vả cho anh em. Chắc chắn thì có con đường này thì chắc các hộ gia đình anh em chắc cũng rất là thích được làm các cái chặt chạy hoặc là nhà ăn nọ kia, chắc chắn nó sẽ rất là hiệu quả. Hạ tầng đã được có rồi thì chúng tôi lại phải tiếp tục là có những cái kế hoạch và những cái giải pháp để tiếp tục thực hiện bám sát vào các cái chương trình kế hoạch của huyện ủy cũng như là của ban nhân huyện để chúng tôi tuyên truyền cho dân là về các cái chủ trương kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội và phát đặc biệt là với thu nhập của người dân, rồi là cũng đưa thêm một số cái mô hình và một số cái dược liệu thực hiện ở trên địa bàn xã thí điểm địa bàn xã và một số cái cây ăn quả để góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân trong thời gian tới. Nậm Chày là một ví dụ điển hình trong thực hiện đề án số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về huy động các nguồn lực đầu tư phát triển huyện Văn Bàn nhiệm kỳ 2015-2020. Trong 13 đề án được triển khai thì đề án số 04 đóng vai trò quan trọng. Nhiệm kỳ vừa qua thì cái kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện đã được Đảng bộ quan tâm, lãnh đạo thực hiện. Và có thể nói là đây là một cái chương trình đạt được kết quả rất là cao, và đến nay thì toàn bộ cái hệ thống hạ tầng trên địa bàn huyện đã được đầu tư đồng bộ và phát huy được cái hiệu quả và phục vụ tốt cho cái phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, và có thể nói là rất thuận lợi cho cái phát triển kinh tế và việc đi lại của nhân dân và đóng góp rất lớn vào cái việc hoàn thành các cái mục tiêu nhiệm vụ. Kết quả tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 là trên 9.000 tỷ đồng, đưa diện mạo vùng nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt hơn 39 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ giảm nghèo bình quân giai đoạn là 5,14%, số trường học đạt chuẩn quốc gia hơn 83%, 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Dự kiến hết năm 2020, có 11 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đã khẳng định được những bước đột phá vững chắc trong triển khai mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nói chung, thực hiện đề án nói riêng. Trong giai đoạn tiếp theo, Văn Bàn tiếp tục chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, phát huy tốt các nguồn lực, đẩy nhanh xây dựng quy hoạch trung tâm xã, cụm xã nhằm thu hút kêu gọi doanh nghiệp, đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn là cơ sở quan trọng trong thúc đẩy giao thương đi lại của người dân, kết nối giữa các khu vực, từ đó mang lại điều kiện sống phát triển kinh tế tốt hơn cho đồng bào vùng cao của huyện Văn Bàn. Sở Y tế Lào Cai đã phối hợp với Công ty Phát triển Dịch vụ Khách hàng Y tế tổ chức hội thảo trực tuyến Marketing Bệnh viện. Dự hội thảo có lãnh đạo Sở Y tế, 5 bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và 9 điểm cầu tại các bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố. Marketing bệnh viện là phương thức marketing trong môi trường chăm sóc sức khỏe nói chung, trong đó các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế nỗ lực làm thỏa mãn nhu cầu của người bệnh, từ đó đạt được lợi ích tốt nhất. Hiện nay trong bối cảnh tự chủ thì việc người bệnh biết đến và sử dụng các dịch vụ của bệnh viện đóng vai trò hết sức quan trọng, trong đó marketing bệnh viện mang tính then chốt. Tại hội thảo, chuyên gia về marketing đã phân tích và hướng dẫn chi tiết các nội dung về marketing bệnh viện, tổ hợp truyền thông trong marketing và liên hệ thực tế bệnh viện, định hướng truyền thông cho việc bệnh viện công lập trong xu thế tự chủ. Việc được tiếp cận kịp thời và làm tốt công tác marketing sẽ góp phần giúp cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tìm được khách hàng mục tiêu, tăng trưởng dịch vụ, tạo doanh thu với lợi nhuận tốt, đáp ứng kịp thời các thắc mắc của người bệnh, từ đó nâng cao lòng tin của người dân với bệnh viện. Đây cũng là một trong những mục tiêu phương hướng hoạt động quan trọng của ngành y tế Lào Cai trong thời gian tới. Tòa án Nhân dân huyện Bắc Hà vừa mở hai phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với hai bị can cùng phạm tội mua bán người. Vụ án thứ nhất, đối tượng là Xin Thị Mận, sinh năm 1969, và em là Xin Thị Húy, dân tộc Nùng, trú tại thôn Cốc Cải Thượng, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà,
lừa bán Ma Thị S sinh năm 1987 và Vàng Thị Dê sinh năm 1981 sang Trung Quốc vào thời điểm đầu tháng 3 năm 2006. Sau khi thỏa thuận, Mận đã bán S và Dê cho đối tượng Mỹ được 7.000 nhân dân tệ. Mỹ trả trước 4.000 nhân dân tệ, còn lại nợ và trả sau. Về Việt Nam, Mận đổi số tiền Trung Quốc được 6 triệu đồng và đưa trước cho Húy 200.000 đồng. Sau đó, Mận bỏ trốn sang Trung Quốc sinh sống cho đến khi bị bắt. Trước đó, vào năm 2015, tại bản án của Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao Hà Nội đã buộc bị cáo Xin Thị Húy phải chịu mức án 4 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa, Xin Thị Mận đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án Nhân dân huyện Bắc Hà quyết định xử phạt bị cáo 6 năm 6 tháng tù về tội mua bán người. Vụ án thứ hai, bị can là Giàng Ali, sinh năm 1993, dân tộc Mông, trú tại xã Cán Cấu, huyện Simacai, lừa bán Vàng Thị S, sinh năm 1992, trú tại thôn Na Áng B, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, sang Trung Quốc vào thời điểm tháng 11 năm 2009. Cuối năm 2019, Vàng Thị S trốn được về Việt Nam và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Giàng Ali. Qua quá trình điều tra, Giàng Ali đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tòa án Nhân dân huyện Bắc Hà đã tuyên phạt bị cáo Giàng Ali 5 năm tù về tội mua bán người và truy thu số tiền 7 triệu đồng do phạm tội mà có để sung vào ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, trước những hiểm họa do ma túy gây ra, toàn thế giới đang cùng chung tay ngăn chặn và đẩy lùi ma túy ra khỏi cuộc sống. Để phòng chống ma túy có hiệu quả hơn, ngoài việc tăng cường năng lực hiệu quả hoạt động của các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, thì rất cần sự chủ động tham gia tích cực của cả xã hội và người dân. Phóng sự được thực hiện tại huyện biên giới Mường Khương. Những năm gần đây, hoạt động về tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Mường Khương có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, số đối tượng phạm tội về ma túy có quan hệ họ hàng thân quen với các đối tượng ở những địa bàn các tỉnh biên giới giáp Lào có chiều hướng gia tăng. Sau khi vận chuyển đến Mường Khương, các đối tượng sẽ trung chuyển sang các nước thứ ba tiêu thụ và trung chuyển đến các tỉnh miền xuôi. Hình thức hoạt động của chúng rất tinh vi, tạo nên các đường dây, các nhóm hoạt động liên huyện, liên tỉnh, liên quốc gia, gây khó khăn cho công tác điều tra phá án của lực lượng an ninh. Và triển khai quyết liệt các cái biện pháp. Thứ nhất là tuyên truyền phòng ngừa để nâng cao nhận thức cho nhân dân. Thứ hai là quản lý chặt chẽ các cái đối tượng có biểu hiện nghi vấn, rồi có các cái đối tượng trong diện để phòng ngừa, ngăn chặn và đưa các đối tượng nghiện ma túy đưa vào cai nghiện tập trung, rồi xác lập các cái chuyên án để đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức tội phạm. Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 2019 đến nay, Công an huyện Mường Khương đã phối hợp triệt phá 2 vụ mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt lập hồ sơ xử lý 8 đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin, 3 kg ma túy đá. Dù lực lượng chức năng thời gian qua đã triệt phá rất nhiều đường dây ma túy lớn, nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều đường dây ma túy lớn khác. Các đối tượng cầm đầu chủ yếu thuê người cùng dòng họ, cùng dân tộc đi sang tỉnh Lai Châu, Điện Biên, mua về địa phương tiêu thụ. Thậm chí những đối tượng vận chuyển sau này quen đường, quen chỗ lấy hàng, rồi tách riêng cầm đầu một đường dây khác. Chủ yếu là các đối tượng móc nối với các cái trường hợp mà các cái tỉnh khác đến lấy cái địa bàn của huyện Mường Khương làm cái nơi trung chuyển. Do vậy mà chúng tôi cũng đã kịp thời nắm bắt được cái tình hình đó, thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xác lập các cái chuyên án để tiến hành đấu tranh triệt phá với cái loại tội phạm ma túy này. Thực tế cho thấy thông tin về tội phạm ma túy thường được bắt đầu từ quần chúng nhân dân. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về tác hại của việc buôn bán tàng trữ ma túy cũng như hệ lụy mà nó mang lại. Lực lượng chuyên trách cần kiên quyết truy quét tội phạm ma túy, các tụ điểm phức tạp về ma túy, đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.